Ngày nay việc sử dụng bếp từ, bếp hồng ngoại để nấu ăn tại các hộ gia đình đang dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, loại thiết bị này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi không được sử dụng đúng cách. Trong đoạn clip được đăng tải mới đây, một con chuột chạy qua bếp từ đã suýt gây ra một vụ hỏa hoạn. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 45 phút ngày 19 tháng 2, căn bếp của gia đình anh Lê Trọng Kiên, sinh năm 1976, trú tại Hà Nội, bất ngờ bốc khói nghi ngút. Thời điểm này con gái anh Kiên đã dậy để chuẩn bị đi học nên xử lý kịp thời, không để xảy ra vụ việc đáng tiếc. Trích xuất camera giám sát, gia đình hết sức bất ngờ khi nguyên nhân vụ việc là bắt nguồn từ chú chuột. Chú chuột này chạy qua mặt bếp từ, chạm vào nút khởi động, khiến bếp kích hoạt chế độ nấu ăn. Sau 30 phút, khói đen nghi ngút bao trùm toàn bộ căn phòng. Một tình huống tương tự khác cũng đã xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 1 giờ 40 phút sáng 26 tháng 1, gian bếp của một gia đình bất ngờ bốc cháy dữ dội, làm hư hỏng nhiều đồ đạc. May mắn người nhà đã phát hiện vụ việc nên kịp thời xử lý. Nguyên nhân sau đó cũng được xác định đến từ một con chuột chạy qua bật bếp tự đun cháy chảo, rồi cháy lan sang máy hút mùi. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của những vụ việc này đến từ sự chủ quan của người dùng. Những loại bếp điện nói chung thường có chức năng tự ngắt khi không phát hiện nồi, chảo trên bề mặt. Tuy nhiên, một số gia đình lại có thói quen để nồi, chảo trên bếp sau khi nấu và không ngắt nguồn điện, dẫn đến sự cố không đáng có. Để đảm bảo an toàn, các hộ gia đình khi sử dụng bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại nên cách ly nồi chảo với bếp, lắp đặt automat, ổ cắm riêng để ngắt hoàn toàn nguồn điện khi không sử dụng.